mọi người. Ngày hôm nay Cường sẽ giới thiệu tới mọi người một cái cây micro RTA. Đây là một cái thương hiệu nổi tiếng anh em ha, cái này của Đức, Beyer Dynamic. Cái này là M11 nha. Mình về được một lô 5 cây. Cái này hàng new nha anh em nha, hàng new trưng bày ở bên Mỹ nha, ship eBay về. Đây. Cái người ta chỉ trưng bày thôi, có cái hộp bị rách này. Nhưng mà bên trong là mic mới hết nha. Đấy, 5 cây. Thì anh em chúng ta biết rồi. Beyer Dynamic M11 á thì cái độ chính xác của nó rất là cao. Và đặc biệt là nó có hai cái file hiệu chuẩn khi chúng ta sử dụng nha. Đây là cái kẹp của nó này nha. Cái kẹp của Beyer này đắt lắm nha. Anh em chúng ta mua rời một cái kẹp này tầm 800 nghìn một cái kẹp này ha. Một cái đầu kẹp này. Mua rời đắt lắm. Đây. Thì mấy cây này là đời đầu anh em nhé. Mấy cây Beyer này đời đầu cái hộp nó sẽ màu trắng, đời sau hộp nó sẽ màu đen. Đây đời đầu thì cái bao nị này nó sẽ mềm hơn anh em. Đây giấy tờ của nó đây. Lấy một cái mic ra cho anh em xem. Mới 100% nha. Khi anh em mua thì Cường sẽ hỗ trợ anh em lấy file. Lấy file hiệu chuẩn từ hãng về ha. Đây, đây là cái mic Beyer. Beyer Dynamic M11. Thì cây M11 là độ chính xác của nó rất là cao nha. Độ chính xác của nó rất cao. Anh em nào mà chúng ta đã từng đi xem triển lãm các thiết bị âm thanh ánh sáng, chỉ làm thiết bị nghe nhìn ở sân vận động quân khu 7 Sài Gòn hồi năm ngoái á, thì chúng ta để ý cái hãng DB Technology ha, thì người ta sử dụng toàn bộ cái mic Beyer này để tune hệ thống ở trên cái sân vận động quân khu 7 nhá. Thì cái này nếu mà hàng mới bảo hành 1 năm á thì bên mình bán với giá là 6,5 triệu nhá. Tuy nhiên hàng mới bây giờ cái model mới thì cái hộp này nó sẽ màu đen, 6,5 triệu một cây. Tuy nhiên cái này thì hàng sách tay nhá, hàng sách tay từ Mỹ về. Hàng new, không bảo hành nha. Nói chung thì không hư được đâu bảo hành. Cái này sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Mình bán với giá 5,5 triệu thôi nhá. Và khi anh em chúng ta mua mic thì mình sẽ hỗ trợ cài đặt phần mềm Smart V7 Crack nhá. Hiện tại mình đang có một cái phiên bản Smart V7 Crack rất là ổn định. Mình đã cài cho khách của mình sử dụng lâu nay. Khi anh em chúng ta mua mic thì riêng với những dòng mic Beyer này, anh em chúng ta mua một cây mic thôi mình cũng hỗ trợ cài đặt phần mềm nhá. Còn anh em chúng ta mua mấy cây mic rẻ tiền giống như Behringer SM8000 và mấy cái sao cạc Behringer thì mình chỉ hỗ trợ cài đặt phần mềm khi anh em chúng ta mua nguyên combo nhá, nguyên một bộ sản phẩm nhá. Còn đối với những cái dòng mic RTA tầm trung như thế này trở lên, anh em chỉ cần mua một cái mic thôi mình cũng hỗ trợ anh em cài phần mềm rồi. Và anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Anh em lưu ý là hàng new 100% nhé anh em. Anh em lưu ý là hàng new 100% nha. Thì thật sự mình nói là cái mic RTA này á thì nó khó hư lắm anh em ạ. Xui lắm thì mới hư. Chắc là 1000 cây đôi khi là nó lỗi một cây thôi. Nói chung là khó lắm, không thể nào lỗi được. Trừ khi anh em chúng ta làm rơi rớt thôi. Mà nếu mà rơi rớt anh em chúng ta có mua hàng bảo hành á, thì với trường hợp rơi rớt hàng cũng không bảo hành nha. Lỗi do nhà sản xuất thì mới được bảo hành nha anh em. Đấy, rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ với Cường để chúng ta sở hữu nha, được có 5 cây thôi. Không phải lúc nào cũng có đâu nhá, lâu lâu mới được một lô như thế này thôi. Nha, thì cái mic RTA này là của Đức anh em nhé. Đây. Mic của Đức nha. Khi anh em chúng ta mua sản phẩm thì mình sẽ hỗ trợ file hiệu chuẩn nhé. Rồi, bây giờ chào anh em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh để chúng ta đón xem các cái sản phẩm mới tiếp theo nhé. Rồi, bây giờ chào anh em.